Chúa Giêsu đã hiến dâng cả cuộc đời mình để vâng thánh ý Chúa Cha, và vì thế cả cuộc đời người là một hiến tế đem lại ơn cứu độ cho nhân loại. Cũng vậy, linh mục không sống theo ý mình, nhưng sẵn sàng thi hành bất cứ điều gì giáo hội truyền dạy. Nên dù được sai đến giáo xứ lớn hay nhỏ, dù được trao phó những công việc quan trọng hay tầm thường, dù khi ăn say phấn khởi hay lúc yếu đau bệnh tật, linh mục chỉ biết rắp tâm làm theo ý Chúa để hiến dâng cuộc đời làm của lễ hy sinh. Ngay cả những lúc chúng ta tưởng chừng linh mục không làm được thành tích gì to lớn, nhưng cuộc đời ấy đã được thánh hiến nên vẫn có ích lợi cho chúng ta. Hôm nay, thưa quý ông bà và anh chị em, cha Giuse Vịnh có thể lặp lại lời nói của Chúa: khi lễ hy sinh và lễ vật Chúa đã chẳng ưng, của lễ toàn thiêu cùng tạ tội Chúa cũng chẳng nhận, nhưng người đã nắng cho con một thân xác. Bây giờ con xin nói, này con đến để thi hành ý Chúa. Lạy Chúa, cả cuộc đời con đã sống cho Chúa. Người linh mục chỉ muốn bắt chước Chúa Giêsu ở điều ấy. Linh mục được sức dầu thánh hiến cũng chỉ là để hiến tế cuộc đời. Nhưng làm sao ai thấy được cuộc đời tế hiến ấy? Cũng như cả cuộc đời Chúa đã sống như một tôi tớ hiền lành, khiêm nhường, đau khổ, nhưng nào mấy ai nhận ra? Bởi vì bao lâu còn sống, của lễ toàn thiêu vẫn còn dang dở. Chỉ khi chết đi, của lễ mới toàn thiêu vĩnh viễn. Lúc này đây, thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn vào cuộc đời cha Giuse, chúng ta mới chợt hiểu và nhận ra rằng cha đã sống cuộc đời theo Chúa, đã từng năm liên kết thánh lễ cuộc đời với thánh lễ bàn thờ và thánh lễ núi sọ. Vâng, cha đã dạy cho, cha đã dâng cho Chúa cả cuộc đời, cả sinh lực, cả bệnh tật, vinh dự và dâng tất cả. Nhưng cha đã được Chúa biệt đãi yêu thương. Tình yêu đó đã được thể hiện đặc biệt nhất là trong ơn kêu gọi của Ngài. Thưa quý ông bà và anh chị em, chắc chắn Chúa biết trước mọi sự về con người cha Giuse. Nhưng cha đã dành cho Ngài, nhưng Chúa đã dành cho Ngài một tình thương bao la. Suốt 36 năm trong cuộc đời, cha đã được Chúa gọi liên tiếp. Từ một chú giúp lễ ở Dốc Mơ, một tiểu chủng sinh chủng viện Sài Gòn, một đại chủng sinh nhiều năm ở nhà thờ chính tòa Xuân Lộc, và làm linh mục 1 năm 1 tháng 5 ngày. Cha đã nhiệt tình phục vụ, tận tụy trong tinh thần khiêm tốn, nhẫn nại, đơn sơ và thành thật. Đó là thành quả mà chỉ có tình yêu Chúa thiết tha, tình yêu giáo hội nồng nàn mới làm nổi. Sau ơn gọi làm linh mục, thì ơn gọi về nhà cha của cha cũng mang tính cách yêu thương đặc biệt. Chúa đã gọi cha cách rõ rệt bằng cách cho Ngài cảm thông những tình trạng suy giảm sức khỏe, mỗi ngày mỗi thêm trầm trọng. Ngài đã có thể nhìn thấy sự chết đến một cách chắc
sấm sát gần. Bao nhiêu đau đớn là bấy nhiêu tiếng gọi dứt liệt. Bao nhiêu ngày nằm bệnh là bấy nhiêu ngày Chúa gọi cha dọn mình. Tiếng gọi ấy càng ngày càng trở nên khẩn thiết hơn. Ban đầu chỉ là những thử thách còn mang hy vọng vượt qua. Với ống dây chuyển nước đặc biệt mà bác sĩ đục não đầu của cha luồn qua cổ xuống tới bàng quang, làm cha thấy dễ chịu và hy vọng thoát khỏi. Nhưng dần dần với tình trạng suy tàn không đi được nữa, Chúa đã gọi cha một cách cấp bách hơn, để Ngài dồn hết tâm tình và ý chí chấp nhận vâng theo ý Chúa để tinh luyện trước khi về với Chúa. Tuy đau đớn, nhưng tiếng gọi của Chúa vẫn êm đềm. Vì suốt thời gian bị thử thách chịu bệnh, cha vẫn được liên tiếp an ủi bởi những chăm sóc tế nhị của cha cố Đức Quý, của thân mẫu và gia đình ruột máu, của các cha, các tu sĩ và nhiều người ở các giáo xứ khác nhau, đặc biệt quý cha, quý tu sĩ và giáo dân, giáo xứ chính tòa và dốc mơ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, được dọn mình chết và được chết như cha Giuse quả là một điều quý giá đáng ước ao. Chúa đã thương cha Giuse trong ơn gọi làm linh mục. Chúa đã thương yêu cha trong ơn gọi về trời. Hai ơn gọi đó hôm nay cha đã được đáp trả trọn vẹn. Cha chết như một người về nơi an nghỉ vì đã làm xong công việc nặng nhọc Chúa phó trao. Cha an nghỉ vì đã quá mệt mỏi chịu bệnh. Cha an nghỉ vì chỉ có chết mới là nơi an toàn vĩnh viễn. Cha chết như một kẻ giã từ, giã từ một kiếp sống phù du quá nhiều nước mắt, giã từ cảnh đời trần gian quá nhiều gian khổ đớn đau buồn phiền. Cha chết như một kẻ san trốn đợi chờ ngày sống lại, đợi chờ ngày tái hợp với những người thân yêu quen thuộc, đợi chờ lời cầu nguyện của những kẻ thân mến. Vậy giờ đây, thưa cha Giuse, cha đang an nghỉ, nhưng xin cha hãy là ngọn đèn canh thức đức tin cho người còn lại, để hồn thiêng của cha vẫn tiếp tục phục vụ hội thánh tại giáo phận Xuân Lộc và cách riêng giáo xứ Tam Thái mà trong ý định đức cha muốn cha phục vụ. Giờ đây cha đã giã từ, nhưng trong giã từ xin cha hãy là bông hoa hy vọng, như hạt lúa miến có thối đi mới sinh được cây trổ bông. Thì cha chết đi, xin hãy để trong lòng kẻ ở lại niềm hy vọng, như những bông hoa làm bớt đi phần nào cho cuộc đời bớt đắng cay. Cha đang ở chốn đợi chờ, xin cha hãy là tiếng ca nguyện cầu cho quê hương thêm đẹp, cho mọi người được an vui và thương yêu nhau. Trong thánh lễ tiễn biệt cha hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện cho linh hồn cha Giuse, và cũng hãy cầu nguyện cho chúng ta biết sống trong sự chết, và biết sống trong sự chết như một mầu nhiệm phục sinh, và như lễ nghi ta chúng ta cùng dâng bây giờ. Xin dâng lên Ngài người cha yêu đã ra đi rồi. Xin dâng lên Ngài người cha yêu nay về cùng Chúa. Cúi xin Ngài xót thương
chiếu chan hòa anh quang để người cha yêu.